Không, con nít nó muốn nói gì nó nói, nó lớn lên mẹ, nó thích nói, nó muốn chửi ông Trung nó chửi, nó muốn khen ông Trung nó khen, cha mẹ không cãi nó được. Người ta giáo dục con người tự nhiên lắm, tự nhiên từ trong trứng, độc lập từ trong trứng luôn, độc lập hoàn toàn. Trong trường nó muốn phát biểu gì nó nói, nó muốn vẽ gì nhỉ? Còn ở Việt Nam không được con ơi, đừng có coi cái này, đừng có coi kia, đừng có coi quy, đừng có nghe livestream nào 10 TV. Ví dụ vậy, ơi đừng có viết chuyện đó. Thôi mình biết được rồi, giữ đi mẹ, ba mẹ còn làm nữa, con đừng viết như vậy. Cái thằng nhỏ nó bị gò, đúng không? 10 tuổi, 11, 12 tuổi nó bị gò. Cái giá trị tự do nằm chỗ này nè. Cái này mẹ, cái đám có tiền khó chịu lắm. Có con, có cháu, bắt đầu con gái chuẩn bị lớn. Thế là bắt đầu nói mẹ, cuộc đời ở đây không ổn đâu. Bây giờ chẳng lẽ đi nói thiệt với con mình. Thôi bây giờ ba kiếm đường và cho con đi, chứ ở đây không ổn. Đâu dám nói, nói kiểu đó không được. Hiểu không? Thôi bây giờ đi đi, thoải mái đi. Nói chẳng lẽ giờ nói mày đi đi, có gì ba đây ba chịu. Không có, cũng đâu dám nói như vậy. Sợ con của mình, nhất là người Việt Nam nữa, sợ cái đầu óc trẻ thơ nó bị tiêm nhiễm những cái đó. Không nói chuyện chính trị mà, đã nói không nói chuyện chính trị rồi. Nhưng mà trong bụng biết, mẹ không có thằng nào có tiền mà ở trong xứ đó mà nó không biết hết á. Mấy thằng nó không biết là mấy thằng xạo. Hồi xưa nghèo, mình nghèo quá, không có điều kiện đi học. Bây giờ có thằng con có tí tiền, thế con là phải học trường quốc tế. Dạ, bắt đầu đưa con đi học trường quốc tế. Là bắt đầu đi học trường quốc tế, thứ nhất là không bị thoát cái khỏi cảnh tuyên truyền đảng nhà nước. Thế là con nó thông minh, mẹ học quốc tế mà tiếng Anh nổi như gió. Thế là bắt đầu về nhà mẹ nó đọc này kia xong à, mà nó càng đọc nó càng có kiến thức chừng nào thì nó lại chửi chế độ nhiều chừng đó. Thế bắt đầu nó đến tuổi teen mẹ càng lo nữa, lúc nó còn nhỏ không sao. Thế nó bắt đầu mẹ đến thôi, mày đến cỡ 10 tuổi thôi, bây giờ bố lại mày con à, bố lại mày con à, bây giờ bố phải đi kiếm đường cho mày đi đây. Thế là bắt đầu mẹ có bán nhà có tí này đi nữa thì bố cho mẹ nó mày đi qua bên Anh Quốc mày học, mẹ nó bên đó đi, hay mày đi qua Mỹ mày ở mẹ nó ở bển giùm tao một cái đi. Phải không? Bố cho mày vài trăm nghìn mày ở mẹ nó bên đó giùm cho bố đi, chứ mẹ ở đây mày lén phén tao cũng chết, để tao kiếm tiền. Thà tao cực một chút, chứ mẹ ở đây mày bây giờ chẳng lẽ tao ngồi tao kể hết cái quá trình điếm thúi của tao cho mày nghe. Thế là mình nói vậy thì lại quê mặt với con, mà sợ mà không nói cho nó không biết. Nó không biết, nó lên mạng nó cứ đấu tranh hoài. Mẹ môi trường, bố mày đang có mới thầu mẹ nhà máy gan thép đây, mày cứ lên mày đấu tranh cho môi trường. Mày nghe mẹ quy N10TV. Mà giờ chẳng lẽ bây giờ bố nói thiệt với mày y đạn vậy luôn. Thành ra là bắt buộc, có tiền là bắt buộc con là phải đi nước ngoài, là phải học. Còn không bèo lắm, không đi được, chẳng đặng đừng là phải trường quốc tế. Thế mẹ bây giờ đưa nó vô mấy trường kia, nó đọc nó cứ top 10 đẹp nhất bông sen Việt Nam, đẹp nhất có tên Bác Hồ, chết mẹ nữa. Thế là nó cứ vô, nó cứ quện nhau, rồi con ngoé, rồi con lệnh ỉ. Mẹ đi học về nghe điên, mẹ mình có tiền mà cái đầu bắt đầu thông minh, mẹ nghe nhóc đọc bài là bắt đầu điên máu rồi. Con ỉn nó quện nhau, mẹ dở cái sách giáo khoa mẹ đau đầu chết mẹ luôn. Cho mẹ học toàn là băng, học toàn là Lỗ Tấn với Lenin đồ không mẹ. Bao nhiêu thiên tài kiệt xuất khác không có. Thế là bắt đầu phải tìm cách cho con học khác liền. Còn bây giờ con nghèo, nhà nghèo thì trời sinh trời nuôi, biết sao giờ thì nó khác. Thành ra tôi nói với quý vị đó, cái số người nghèo nó đông, nhưng mà thật ra cái số người bắt đầu có tiền một chút đó, họ sống trong nỗi sợ hãi. Cái đó là cái giá trị, gọi là cái đó tôi mới nói dân bình thường thôi đó. Tôi chưa nói đến gia đình cán bộ đó. Tôi chỉ mới nói đến cái người bắt đầu một chút xíu. Nhiều người á bắt đầu còn cái tính ỷ lại, thấy gì thấy. Bắt đầu hồi chưa đi khỏi Việt Nam, có tiền mới đi du lịch thôi á, thì chưa thấy. Tôi bảo đảm luôn, ai mà đi qua Mỹ, đúng không? Đi Mỹ du lịch, đi theo tour, mà tới gặp tôi một cái, mẹ tôi dẫn đi chơi một cái, một bảo đảm về là mẹ tìm đủ mọi cách ở Mỹ hết.